Bây giờ chúng tôi xin được cập nhật một số thông tin đáng chú ý về tình hình COVID-19 trên phạm vi thế giới. Trong 24 giờ qua, diễn biến của dịch đã có thêm nhiều điểm mới. Trong đó đáng chú ý phải kể đến thông tin có hơn nửa triệu trẻ em mắc COVID-19 tại một quốc gia. Hay Pháp ghi nhận số ca cấp cứu trong một ngày vì COVID-19 cao nhất khi dỡ bỏ phong tỏa. Các tin tức khác cũng sẽ được cập nhật trong cụm tin vắn về diễn biến của dịch COVID-19 ở các quốc gia khác trên thế giới ngay sau đây. Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi ở Mỹ cho biết đã có nửa triệu trẻ em ở nước này được chẩn đoán mắc COVID-19. Đến nay, có 103 trẻ em ở Mỹ đã tử vong do dịch bệnh này. Cụ thể, số liệu được các nhóm trên công bố cho thấy, từ ngày 20 tháng 8 tới mùng 3 tháng 9, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 70.630 ca nhiễm mới ở trẻ em, mức tăng 16% trong giai đoạn 2 tuần này đã nâng tổng số trẻ em mắc COVID-19 ở Mỹ lên ít nhất là 513.415. Theo các số liệu mới nhất, trẻ em hiện chiếm gần 10% trong tổng số ca nhiễm ở Mỹ, do việc thống kê dựa vào dữ liệu được thu thập không nhất quán của mỗi bang. AFP ngày 10 tháng 9 dẫn lời thống đốc João Doria của bang São Paulo cho hay Brazil có thể sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Trung Quốc Sinovac Biotech bào chế là CoronaVac trong năm nay. Theo lãnh đạo São Paulo, vaccine CoronaVac của hãng dược Trung Quốc Sinovac Biotech tạo ra phản ứng miễn dịch ở 98% số người trên 60 tuổi được tiêm vaccine và không có tác dụng phụ nào được ghi nhận cho đến nay. Các thử nghiệm lâm sàng ở Brazil đối với vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất đã cho kết quả cực kỳ khả quan và chiến dịch tiêm chủng rộng rãi vaccine CoronaVac có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 12 năm nay. Theo thông báo của Tổng cục Y tế thuộc Bộ Y tế Pháp, ngày 9 tháng 9, nước này ghi nhận tổng cộng 8.577 ca mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm trong vòng 24 giờ. Đây là một trong những ngày ghi nhận nhiều ca mắc nhất kể từ đầu mùa dịch. 71 ổ dịch cũng được phát hiện trong vòng 24 giờ. Trong tuần vừa qua, gần 47.300 người Pháp được xác định mắc COVID-19. Số ca nhập viện vì dịch COVID-19 ở Pháp, đặc biệt là số ca phải cấp cứu, liên tục tăng trong những ngày qua. Tính đến ngày 9 tháng 9, gần 600 bệnh nhân phải cấp cứu vì các triệu chứng nặng do mắc COVID-19 trong tổng số hơn 5.000 người phải nhập viện điều trị. Sau 24 giờ tính đến chiều 9 tháng 9, các bệnh viện tại Pháp đón thêm 386 bệnh nhân, trong đó 86 ca phải cấp cứu. Số người phải nhập viện cấp cứu trong một ngày như vậy là cao nhất kể từ sau khi Pháp dỡ phong tỏa toàn quốc hôm 11 tháng 5. Kỷ lục trước đó là 69 người nhập viện cấp cứu trong 24 giờ được ghi nhận ngày 19 tháng 5. Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc thông báo chính phủ của ông đã quyết định dành một khoản ngân sách bổ sung mới trị giá 7.800 tỷ won, tương đương 6,5 tỷ đô la Mỹ, để hỗ trợ những người dân cần sự trợ giúp khẩn cấp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp lần thứ 8 tại Nhà Xanh, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ, trong khoản ngân sách trên, chính phủ sẽ dùng 3.800 tỷ won, tức khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ, để hỗ trợ tiền mặt cho 3,77 triệu người. Trong số này, 2,91 triệu người lao động tự do và tiểu thương sẽ nhận được 2 triệu won một người, tương đương hơn 39 triệu đồng.